家好，我是乐乐汉语学校的姜薇老师。Chào các bạn, mình là Hương Vi, giáo viên của trường tiếng Trung Lạc Lạc. 我们今天学第十五课，买衣服。Bài chúng ta sẽ học hôm nay đảm bảo sẽ làm các bạn vô cùng hứng thú, đặc biệt là các cô gái. Đoán xem là gì nào? Đó chính là mua quần áo. Đầu tiên, hãy xem từ mới của ngày hôm nay. Y, chỉnh, mời, hãy. Er, ná, cầm. San, chèn, chiếc, lượng từ của quần áo. Sư, đo họ, sai lờ. Ủ, tì xu san, áo phông. Liệu, chẳng mấy ạ, như thế nào? Chi, bỉ, so với. Ba, ô, ô. Chủ, đối bù chỉ, xin lỗi. Sứ, găng cài, vừa nãy, ban nãy. Sứ y, chua, sai. Sứ ơ, đỉnh, chiếc, lượng từ của mũ. Sứ san, băng chiếu mọ, mũ bóng chày. Sứ sư, sư, thử. Sứ ủ, ý xạ, một chút. Sứ liệu, nở biên, bên đó. Sứ chi, chinh zi, cái gương. Đọc lại cùng mình nào. Chỉnh, ná, chèn, đo họ, đi xu san, tẩm mấy yàng, bỉ, ô, đối bù chỉ, găng cài, chua, đỉnh, băng chiếu mọ, sư, ý xạ, nở biên, chinh zi. Cùng nghe bài khóa với Hương Vi nhé. Chúng ta sẽ nghe hai lần. Lần một, nghe và nhắc lại theo băng. Lần hai, vừa nghe vừa xem bài khóa hiện trên màn hình nhé. 你们好，你们买什么？请给我们拿两件大号的 T 恤衫。你们看看这两件怎么样？这两件不一样大，这件比那件小。哦，对不起，我刚才拿错了。我们还要两顶棒球帽。你们试一下这两顶，那边有镜子。我们不用镜子，我哥哥就是我的镜子。Cùng nghe lại lần hai nào. 你们好，你们买什么？请给我们拿两件大号的 T 恤衫。你们看看这两件怎么样？这两件不一样大，这件比那件小。哦，对不起，我刚才拿错了。我们还要两顶棒球帽。你们试一下这两顶，那边有镜子。我们不用镜子，我哥哥就是我的镜子。Giờ chúng ta cùng đến với phần từ vựng, ngữ pháp. Trong cuộc sống, việc phạm lỗi là không thể tránh khỏi. Quan trọng là chúng ta phải biết xin lỗi một cách lịch sự và chân thành. Các bạn có đồng ý không? Khi nói tiếng Trung, chúng ta có một câu xin lỗi hết sức đơn giản và phổ biến đó là đối bù chỉ. Để đáp lại lời xin lỗi một cách lịch sự, hãy nói mấy quan xỉ, mấy quan xỉ, mấy sợ, mấy sợ, hoặc mấy sớm mơ, mấy sớm mơ. Ý xạ có nghĩa là một lát, một tí, biểu thị thời gian ngắn, cũng có thể biểu thị số lần, thường đứng đằng sau bổ nghĩa cho động từ. Ví dụ, y, 你可以等我一下吗?
Cậu có thể đợi tôi một lát không? 2.看一下吧，这件衣服很漂亮. Xem một chút đi, bộ quần áo này rất đẹp. 就 là một phó từ mang rất nhiều nghĩa, trong mỗi trường hợp khác nhau lại có ý nghĩa không giống nhau. Các nghĩa thường gặp là biểu thị thời gian ngắn, sớm, thuận lợi. 您等一下，饭就好了。他5岁就学汉语。 Thể hiện sự liên tiếp của hành động. 买了东西，我们就去学校. Chỉ có chỉ. 以前就他一个人知道，现在大家都知道了. Biểu thị sự thật hiển nhiên. 那就是他的家. 这人就是他哥哥. Trong bài khóa câu 我哥哥就是我的镜子 mang nghĩa thứ tư, biểu thị sự thật hiển nhiên. Câu so sánh hơn dùng bỉ. Công thức khái quát của câu so sánh hơn như sau. Khẳng định A bỉ B cộng nội dung so sánh. 我哥哥比我高. 我比我哥哥喜欢看足球. Phủ định A cộng bù cộng bỉ cộng B cộng nội dung so sánh. 今天不比昨天冷. 我们不比美国学生喜欢打篮球. Cùng xem các bức tranh sau và dùng từ cho sẵn để đặt câu so sánh nhé. 一水酒贵 đắt. 酒比水贵 96.5元. 二手机 điện thoại 大. 白色的手机比黑色的手机大. Chúng ta hãy học về các loại quần áo và size quần áo. Các bạn có thích mua sắm quần áo không? Hương Vy vô cùng thích dạo phố, xem quần áo. Có thể coi đó là một cách giải stress của mình đó. Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn về một số loại quần áo phổ biến trong cuộc sống nhé. Lượng từ của quần áo là 件. Ví dụ 一件衣服, một bộ quần áo. 一件裙子, một chiếc váy. 衣服 là từ gọi chung của các loại quần áo. Cụ thể chúng ta có 牛仔裤, quần bò. 短裤, quần sóc. 衬衫, áo sơ mi. 低絮, áo phông. 大衣, áo khoác. 比基尼, bikini. Về size quần áo thì chúng ta có các cách gọi như sau. 加加小号, XXS. 加小号, XS. 小号, S. 中号, M. 大号, L. 加大号, XL. 加加大号, XXL. 我穿中号，你穿多少号？ Mình mặc size M, bạn mặc size bao nhiêu? Hãy bật mí cho Lạc Lạc biết nhé. Để miêu tả về một bộ quần áo, ngoài kích cỡ, chúng ta có một số từ vựng như sau. Sân, đậm. Chẻn, nhạt. Trắng, dài. Toản, ngắn. Chúng ta cùng chuyển sang phần nghe nhé. Hãy nghe thật kỹ đoạn băng sau đây và điền từ vào chỗ trống thích hợp. Xin gửi chúng ta 2顶棒球帽. 你们看看这两顶，那边有镜子. 我们不用镜子, 我弟弟就是我的镜子. 请再给我们拿2双10号的运动鞋. 好, 你们试试这双. 这双比那双小. 哦, 对不起, 刚才我拿错了. Đáp án đây, hãy xem mình làm đúng được bao nhiêu câu nào. Hôm nay chúng ta đã học được những kiến thức cơ bản nào? Hãy cùng xem lại nhé.
Y, chậu, phó từ, đứng trước động từ, chỉ sự thật hiển nhiên. 2. Câu chữ bỉ, công thức dùng như sau. A bỉ B, cộng nội dung so sánh. 3. Các từ vựng liên quan đến quần áo. Loại quần áo. Y phụ, níu giải khu, đoạn khu, chân sàn, tí xu, tà y, bỉ chi ní. Cỡ quần áo cơ bản, xiao hào, S, trung hào, M, to hào, L. Đặc điểm của quần áo, shen, đậm, chén, nhạt, trắng, dài, toán, ngắn. Bài tập về nhà ngày hôm nay, bạn hãy miêu tả bộ đồ bạn yêu thích nhất và ghi âm, ghi hình xem bạn mặc nó trong những dịp nào nhé. Bài học của chúng ta kết thúc rồi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những buổi học sau. 同学们, 再见! Vậy là chúng ta đã cùng nhau đi hết khóa 1 rồi. Tiếng Trung không quá khó phải không nào? Hy vọng các bạn đã có những trải nghiệm tuyệt vời cùng trường tiếng Trung Lạc Lạc và hẹn gặp lại trong khóa 2 của chương trình giao tiếp tiếng Trung online.